Tôi nhắc lại cái phẩm kinh này nó có một phẩm là khó sử dụng và dễ sử dụng. Thì tôi nhắc cái hàm ý như thế này. Tại sao Đức Phật nhắc trong Tăng Di Kinh là người người khó sử dụng và người dễ sử dụng? Thì chỉ có quý vị nhớ trong trong cái tâm của mình chút. Đơn giản thôi. Tam điểm như tinh tượng, hoành cao tợ nguyệt tà, thi mau tùng thử đắc, tốt Phật giả do tha. Chừng này thôi. Cái tâm của mình. Có ba. Mà người có tu tập á, người có tu và sử dụng cái tâm này nhiều, tâm này là dễ sử dụng, hiểu không? Mà người không tu thì cái tâm này nhiều, sử dụng cái này vậy thôi, đơn giản như đó đó, mà làm cả cuộc đời không xong, kiếp này qua kiếp khác không xong vậy thôi. Đời sống hàng ngày của mình, làm thân người, và nếu như tu phải hiểu được có không thuộc lòng vậy đó, mình đang làm trong trạng thái hàng ngày mình cái gì, dù làm bằng cái gì vậy đó thôi. Nếu dù sống bằng cái tâm này thì dễ điều phục, có nghĩa là dễ hiểu, dễ biết, dễ làm, bằng tâm thiện nhiều thì cái đời sống của vô sống tốt, phải không ạ? Mà các bạn các anh chị sống cái tâm nhiều thì bằng cái tâm này nhiều thì cái gì nhiều, cái gì nhiều? Dạ dạ thôi, xong một phẩm kinh chừng đó tu về ngủ được rồi phải không? Rồi tôi nhắc cái điều này trong bằng phẩm kinh đó như vậy. Ở trong lớp mình ai ăn đồ hủ nhiều không? Ai ăn đồ hủ không? Ai ăn đồ hủ nhiều giơ tay coi. Hồi nãy tôi ở bên lớp kia rồi
Ồ, mấy sư cô, mấy thầy không ăn đồ hủ à? Có hả? Ăn đồ hủ à? Ăn đồ hủ là đủ thôi hả? Ăn đồ hủ có đầu có đồ hủ không? Yep, người miền Tây gọi là bả đậu đó. Yep. Ấy tôi muốn nói cái nghĩa là tôi nói cái đó, tôi hỏi cái đó, tôi hỏi thiệt chứ không phải đâu. Khi mà người ăn đồ hủ nhiều á là nó chứa nhiều nhiều lắm á nha. Có nghĩa là cái người tà kiến á nó không thay đổi được cái tư duy. Cho nên nó rơi trong cái sự cố chấp. Và rơi trong cái rồi chấp nó cái từ ngã nó lớn. Mà từ ngã nó lớn thì tôi không bao giờ làm cái việc này. Quý vị thấy có người nào mà biết được chút ít cho là đủ. Trong kinh nói á, ta đây là hiểu biết á, là cái tâm này rất là nhiều. Đến chết rồi đó mà vô quan tài đó, mình cũng cãi cái người khiêng quan tài, ta muốn đi đường này, ta muốn đi đường này. Quý vị hiểu không? Hiểu rồi đó không? Cãi tôi nói cãi sáu mặt á. Mà mấy người nó thường thường, mấy người mà bị cái tâm tà kiến nhiều á, ăn cái này nè. Cái này chưa? Cái này rất là quan trọng đó nha. Quý vị mà không có gây, tôi gây đó là không gây đó là trong nội dung kinh nói, và tôi gây nội dung thôi. Thường thường quý vị mà để ý mấy người mà cái sống tâm bất thiện hai cãi á, là ăn này nè. Ăn ba cái đó. Tôi hỏi thiệt quý vị sống với một người mà hai cãi, quý vị thấy phiền não và vui. Phải không ạ? Quý vị sống với một người mà không có cãi, quý vị thấy vui không? Vui không? Cái con này có sống với người câm được rồi. Người câm đâu có cãi được đâu. Tôi nói cái này nó không phải là để cho quý vị thấy là cái bài kinh đó, mà khi cái người dễ sử dụng và khó sử dụng, có nghĩa là mà cái ham ấy cái người dễ sử dụng đó là cái tâm tu, còn cái người mà khó sử dụng á là người ta không có tu. Đơn giản chỉ hai vấn đề đó thôi. Mà tu là tu cái gì, đó là cái điều mà tôi hỏi. Tu là tu cái gì chứ quý vị nghe nó tu tâm tâm đâu đưa nó nghe coi. À, tôi nói tại quý vị tôi không nâng lên nữa, tại quý vị chỉ đến đó thôi mà mình nhớ cho kỹ xong trong cái đầu của mình rồi đó là mình mới thấy. Đừng nói trên trời. Hồi nãy tôi nói cái chuyện mà chết mà vô quan tài rồi mà khiêng đi nó cũng cãi người ngồi á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đã chết rồi mà không biết cái gì cũng ráng cãi cái người muốn đi cái đường này hay muốn đi đường kia. Có nghĩa là người ta cái tâm cố chấp, người ta đến cái giai đoạn mà cần tử nghiệp nó bỏ sát thân này rồi đó mà cũng cần cố chấp á. Nếu vì có để ý thấy cái đó không? Chưa bao giờ thấy người chết mà cãi phải không? Nhớ làm thầy chùa hay là làm mấy cô đi đám ma nhiều là biết. Không, nó là tụng kinh Di Đà không được, tôi phải tụng kinh này chứ tôi không có tụng kinh kia được. Đấy, cũng có, cũng cãi vậy. Cho nên nó phải xử ra là người trong gia đình đó là ví dụ như là ồ, nó phải tụng kinh này mới linh, tụng kia kinh không linh là vậy đó. Một hai là phải bắt tụng Địa Tạng chứ không có tụng Di Đà được, không thấy hả? Cãi. Đâu thấy à. Đó là hai phẩm kinh mà mình học. Tôi nói cho quý vị có đụng chạm quý vị không? Tôi hỏi thiệt đó chứ, đụng không? Quý vị có buồn không? Hỏi đi. Cái gì? Mắc cái gì? Mắc đằng dưới hả? Mắc gì? Hả? Mình chết đi biết liền gì đâu. Mình chết biết liền. Tôi nói cái đó quý vị tưởng là tôi nói giỡn. Có một bài kinh đó. Mà
hình như là nó đây rồi mà, đúng không? Ở trong cuộc đời của chị á, có ai hay cãi với chị không? Có đúng không? Mà chị không bao giờ chữa được người ta đúng không? Thứ nhất đó là chị biết rằng đó là cái điều đó, đó là nếu như mà chị tu á, mà chị học sâu qua đó á, là chị sẽ thấy rằng cái tiền nghiệp của mình đó là mình gieo một cái nhân không có chánh ngữ. Mình không có chánh ngữ, cái ngữ có nghĩa là mình không giữ giới đó. Cái giới thứ mấy? Bắt đầu trợn mắt lên nè. Giới thứ mấy? Giới thứ tư. Thứ tư đọc nghe coi coi. Có bốn chi pháp. Nó có hai cái à. Không nói dối, không khoe khoang, không đâm thọc, không rủa chửi. Mình phải thuộc lòng như vậy đó. Cho nên cái từ cái tiền nghiệp đó nó dẫn đến cái đời hiện tại. Hiểu tôi nói không? Cho nên mình nói người ta không nghe, cho nên người ta cãi lại. Mà cãi lại á là người ta mình coi thử có người đã cãi đúng hay cãi sai á. Thấy không? Mà thường á, thường tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ như có tu á, có tu có nghĩa là mình để ý á, là mình khi mình nói cái chuyện mà vì công việc hay là một cái việc gì đó thì mình nhớ ba chi pháp. Mình làm một cái việc gì có lợi cho người và có lợi cho mình thì nên làm, còn có lợi cho mình có lợi cho người thì nên forget đi, mà có lợi cho người không có lợi cho mình nên bỏ đi. Bởi vì mình lấy một chi pháp thôi, có lợi cho người và có lợi cho mình, thì không bao giờ thể cãi được cái điều đó. Bởi vì người ta cãi nó có mục đích, thấy không? Cho nên mấy cô biết là mấy người mà nói chuyện mà MC hay là mấy người mà nói chuyện mà lên đài nữa kia, mà ta nói nhất là mấy ông nội mà cãi á, trắng thành đen thành trắng á, cái hậu quả là kinh khủng lắm, cái nhân cái quả nó khiếp lắm đó, chứ không giỡn đâu. Nhưng mà người ta vì miếng cơm manh áo hay vì một cái điều gì đó, quý vị thật, tôi nói vậy quý vị biết tôi nó đụng chạm mà công lắm, phải không? Là quý vị để ý cái đó. Ở đời thì có pháp luật, ở đạo là có giới luật. Pháp luật đó theo đất nước đó nó như vậy, nó đúng như vậy, nó đưa con người đến khổ đau thì không phải là luật đúng. Hiểu điều đó không? Mà nó đưa đến con người đến an lạc thì cái đó mới gọi là đúng. Yeah. Mà trong cái pháp luật mà đưa ra là để gìn giữ con người để khỏi có phạm thôi. Mà đằng này mình phạm xong mình cãi thì nó đã mất phước cái rồi. Cho nên từ cái đó nó kéo dài miết, kéo dài trong cái dòng sinh tử miết. Cho nên anh không có ngồi anh tu được, anh bị cái đó rồi đó. Anh bị cái đó rồi đó, anh vô anh tu mà anh ngồi anh tu, anh làm kinh anh năm triền cái trậu hối là cái đầu tiên nó nổi lên anh trước. Anh thấy tâm anh bất an, bởi vì anh không có làm đúng. Tự anh giết anh thôi, đúng không ạ? Không tin về làm thử đi, biết liền nhá. Yeah. Đó là gì chị hỏi không? Bắt đầu tôi trả lời cho chị mà làm sao mình đây là mình cứ cãi á. Nếu những cái người đó người thân của mình cũng chưa chắc là mình nói người ta nghe, nhưng mà nếu như một người nào á mà người ta cãi á, mà người ta mang trong ba cái tâm á là cái tâm sân á, cái tâm sân đó, thì bữa họ mình dở cái năm tiền cái ra muốn chữa cái bệnh cho người tâm sân mà để cãi á thì phải gặp cái điều gì trong năm cái bữa họ không sáu cái bữa họ không kỳ đó. Đọc nghe coi, đọc lại thử, đọc bự lên. Chư thiên long thần hộ pháp trong các cõi trời và ngay nơi đây, người mà có đúng điều nó sai hay sao đúng, đọc nghe coi. Rị cái tâm thân đó, mình vô mình ngồi mình tu với nghe, mà mình ngồi một mình thôi, mình niệm Phật mình niệm bằng cái tâm gì mình không biết, mình không biết mình đang niệm bằng cái tâm gì đó. Sáu cái đó tự đọc, chứ tôi đâu có tôi đọc gì nữa. Yep. Yes. Yes. Gì nữa? Yes. Tao nói tu á, mà mình chánh niệm trong cái của mình á, mà mình chỉ nhớ hai cái từ nhân và quả thôi, là mình tu. Tu sáu mặt á, biết tu sáu mặt không? Mấy cô biết tu sáu mặt không? Đó, thưa cô, nó mình
Hôm nay mình học phẩm thứ 5, phẩm trong sáng. Phẩm đặt hướng và trong sáng. Ở trong cái phẩm kinh này là quý vị để ý nha. Tôi đọc năm xưa quý vị nói từ 1 đến số 1 đến số 10. Ví như này, một ví như này, các tỳ kheo, sợi rau của lúa mì hay sợi rau của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hai chân đè vào có thể đâm thủng tay hai chân hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao này các tỳ kheo? Vì sợi rau bị đặt sai hướng cũng vậy này các tỳ kheo. Vì tỳ kheo với tâm đại bi, với tâm bị đặt sai hướng có thể đâm thủng vô mình, làm mình sanh khởi có thể chứng được niết bàn. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao này các tỳ kheo? Vì tâm đặt sai hướng. Tôi nói cái này thì nó mang tính chất tục đế chút xíu. Tục đế có nghĩa là để hiểu thôi. Quý vị biết ở trong cái quốc độ này có bao nhiêu cõi, mà trong kinh Đức Phật dạy có bao nhiêu cõi? Đó, thì nó 9 cõi. Mấy cõi, có bao nhiêu cõi? Tôi bảo hổng tôi ghi rồi đó. Dở ra coi. Không la là không được, mà la đó là phiền não. Bao nhiêu cõi? Trời Phật ơi, nhiêu cõi? Ai mà nói đó? Bao nhiêu? Hả? Trời ơi. Tôi nhắc cái này có nghĩa là sao quý vị biết không? 31 cõi theo tinh thần và năm triền chúng sinh và lục thú, và 33 cõi theo nhiều quá hẹp giải, đúng không ạ? 31 cõi và 33 cõi. Tôi không quan trọng là 31 hay 33 cõi, nhưng quý vị xác nhận quý vị đang ở cõi gì đây? Quý vị là con người, tôi đang hỏi đây, đừng trả lời ai là con người. Rồi quý vị biết quý vị từ đâu đến không? Sao không biết, mình tu mà không biết thôi chứ. Quý vị hiểu tôi thưa cho đó không nè? Có nghĩa là nếu như quý vị không xác nhận được là quý vị bị đặt sai hướng hay đúng hướng. Hiểu không? Tôi đã nói không? Nếu như quý vị cầm một con dao mà quý vị đặt cái mũi nhọn đi vô con người của mình, thì tương lai của người mình sẽ bị gì? Bị lũng đúng không ạ? Đấy nãy Đức Phật đọc anh trong kinh này nãy nói đó. Ok, hiểu qua chỗ đó không? Cho nên nó hồi mà tôi nhắc lại mấy cô với mấy thầy, phải cố gắng học cho thuộc Phật ngôn. Phật ngôn có nghĩa là sao? Cũng như cái người ngu ở cầm đúc đi ngược chiều gió. Biết cầm đúc đi ngược chiều gió không? Nó sẽ xảy ra điều gì? Hử? Trước mắt bạn trái gì? Nó trái hết rau rồi. Trái hết lông mày đúng không ạ? Ở trong Phật ngôn đó là cái người ngu á là như cầm đúc đi ngược chiều gió. Nó sẽ lửa nó tấp vào mặt. Cái bài kinh này nói là cái người mà tu mà không đặt tâm đúng hướng thì sẽ không đi đến được. Ví dụ như thế nào gọi là đúng hướng? Ví dụ tôi nói chuyện ở tục đế như thế này. Mình có một đứa con, ha, mà khi mà mình nuôi dưỡng bằng cái tâm từ của mình, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà khi nó bắt đầu nó đầu thai vô làm con của mình rồi đó, vô nuôi 9 tháng 10 ngày, at least là vô phải thuộc được kinh U Lan, tháng đầu thay đạo tựa xương, mai chiều tình dữ tựa tăng thất thường, tháng như gì nhường nương sữa đặc, tháng như ba như cục quyết ngưng thứ tư đỡ tượng ra hình, năm tháng cụ thể hình sinh rõ ràng, tháng thứ bảy la la la. Nhưng mà vô nuôi cái thai nhi bằng tâm gì đây?
Nhưng nếu bạn tâm gì? Tâm bùn, tâm sân, tâm hận là chồng bỏ ha, là vợ bỏ ha, là không có tiền, không có bạc, dù không đầy đủ được tứ vật dụng. Thì cái thai nhi nó ảnh hưởng cái đó. Dù đặt cái hướng thai nhi là con mình sinh ra là thầy chùa, hay con mình sinh ra để bữa là bác sĩ, hay là kỹ sư, hay là như thế nào. Dù đặt, dù không đặt cho nó một cái định hướng, đúng không? Cái phôi thai đầu tiên dù đặt cho nó, dù không có. Cũng như rồi, chứ nó đi lên lót mà chú nhắm đường, chú không có chạy rành, mà chú không có cái map, không có bản đồ, chú đi lên được không? Không có địa chỉ chú lên được không? Chú tu mà chú không có mục đích chú tu được không? Yes, chú hỏi đó, tôi trả lời đó. Mà không có mục đích chú đi đến không? Chú đặt hướng đúng không? Không. Chú gửi thân giống như là biểu đạo đặt đó rồi, vô đó là vô phiền não hay vô vui. Các anh chị, các bạn hiểu tôi nói rồi đó không? Nên Đức Phật mới nói rằng là cái hướng mình đặt nó phải đúng. Có nghĩa là mình phải đặt cái mục đích của mình nó phải đúng. Ví dụ, tôi nói không thể nói, ví dụ du đến một tiệm thuốc Tây, thấy không? À, du đến tiệm thuốc tôi giờ là gì? Du đến tiệm thuốc Bắc đi, mà vô nó là ampicillin hay là glucosamine hay là nó hay là chú nói cái đó không à, làm sao mà ông nó có bán cho quý vị đi là lạc hướng rồi, đúng không ạ? Sống ở đời quý vị mới thấy cái đó mà non na đó. Là tôi nói thêm một cái chung nữa là con người mình có phước báo á, là khi mình có mặt trong cuộc đời này á, cái điều đầu tiên là mình cảm ơn cha mẹ đặt đúng hướng cho mình rồi, là mình là con gái thật sự hay là con trai thật sự. Mà con trai thường nó có nghĩa là sao? Mình đủ được 6 căn, 6 trần và 6 tức. Mình không bị khuyết một cái nào đó. Thì có nghĩa là mình đã được cha mẹ đặt đúng hướng. Mà trong 9 tháng 10 ngày của mình á, mà cái lời cầu nguyện của mình sinh ra đó, có mặt trong cuộc đời này đó, thôi nôi trong xuôi là bắt đầu là con tôi nó lớn để nó ăn chơi. Giờ nó lên ăn chơi trong xuôi bắt đầu là phiền não. Lớn để ăn chơi là phiền não. Thôi nói là xin lớn để ăn chơi, đúng không? Đó, quý vị thấy có đúng hướng không? Cho nên đó, tôi nói là nghĩa là cái mục đích của mình xác nhận như đúng. Đức Phật nói như vậy. Nếu như mà mình đặt cái tâm mà không đúng á, và anh không hiểu á, là con đường anh đi sai. Nếu như anh làm ăn mà anh không chọn một cái nghề, anh đúng hướng mà cái duyên, cái phước của anh đầy đủ cái đó đó, anh có làm cỡ nào cũng không bao giờ làm giàu được. Phải không? Đó là như vậy. Nếu mình muốn đó. Còn ví dụ chẳng hạn một người mà giận, cái ở trong đó là cái cung của con người, ví dụ cái cung mà tôi nói, ví dụ như tôi giờ tôi đâu biết âm nhạc đâu. Nhưng mà cung tôi là âm nhạc, nhưng mà không phải âm nhạc cái tôi học biết nó ra âm nhạc không? Không. Không, mà làm bài câu thơ chơi cho vui vậy thôi, ví dụ vậy. Hay là một người mà không có kiến thức, mà không có toán học, không có cái cung đó, hay là không có phước báo về toán học, thì làm sao học được tự nhiên được? Làm sao học được kỹ sư được? Quý vị hiểu tôi thưa chỗ đó không? Thì mình không đặt được hướng ở đó. Còn mà nếu như giả sử mình nó ô hơi mặt thì nó mình thải dép lên trời, mình xin keo là nó đi sao, nó đi hướng nào nó hướng á. Thì tôi nói quý vị là kiểu như những người rùa bò, nó tùy theo lúc. Mà con người đó mà không có được cái trí tuệ đó là nó sẽ khổ đau hoài hoài. Cái bài kinh này đó là Đức Phật đã nói cái vấn đề đó, là cái tâm buổi ban đầu mình xác nhận cho nó sắc bén. Này các tỳ kheo, với tâm ta biết một người là ế nhiễm, ta rõ biết nếu trong thời gian này người làm mày mệnh trong người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy tương xứng. Vì sao này các tỳ kheo? Vì tâm người ấy bị ế nhiễm. À, tôi nói cái chỗ này cho quý vị nghe, một cái chỗ mà rất là gần gũi ở trong từ kinh đó. Ông bà nói như thế này nè, gần mực cái thì rau, mà gần đèn á rau, tối hay sáng? Đèn mà nó cháy mới sáng, chứ còn đèn không cháy nó tối chứ sao mà sáng được. Nó thêm chỉ cháy vô trong đó nữa phải không? Thì cũng như vậy nữa, ở trong cái này nè, quý vị ghi cái này nè. Thank you.
Tôi biết rồi, quý vị hiểu không? Cái này trong kinh gọi là cận y duyên. Cái cận y duyên quý vị hiểu không? Ví dụ dù sống một gần một con người mà người ta tỉnh thức á, có nghĩa là người ta kinh nghiệm á. Ví dụ một người với tôi nè, với tôi nè, tôi như kinh nghiệm của tôi nè, là tôi ở chùa đó, là những người Phật tử dù lớn dù nhỏ đó, nhưng mà khi đến chùa đó là cho tôi một bài học, và có thể là thầy tôi. Tôi không đi đến trường học nhiều, nhưng mà tôi gặp cái anh đó đó, anh giỏi về computer, là anh thầy tôi học anh trong một tiếng đồng hồ là tôi xong 4 năm. Tôi chỉ cần bấm một nút enter thôi, ok, đó không ạ, 4 năm. Bởi vì khi 4 năm ở đại học nó dạy cho mình đủ thứ hết, nhưng mà ảnh chọn cái nghề computer thì anh chỉ cần bấm enter cái là qua tiễn bắn thôi. Tôi chỉ học một nút bấm enter. Ba thầy tôi gặp một người quét rác, người ta phương pháp tôi quét rác không ngược chiều gió, tôi cũng học, phải không? Và có nghĩa là anh là thầy tôi. Tôi nếu tôi quét chùa tôi không bao giờ tôi quét ngược chiều gió. Nếu quét ngược chiều gió thì sao? Máy quần là chỗ cũ đúng không? Thì cái này là cái gọi là cái cần ở cần ai, hiểu không? Đó là duyên đây, là có thể là tôi nói rồi, nó là quý vị phải biết nè. Một đó là trí thức. Trí thức này không phải là thức lên đâu nghe, mà rất là người hiểu biết. Thứ hai á, ở trong phẩm kinh pháp cứu có người khôn mà kẻ dại. Người dạy nó người ta không hiểu pháp, mà người không hiểu pháp thì chỉ mình chỉ bại chứ đúng, hiểu tôi thưa chỗ đó không? Cho nên quý vị để ý cái cần y duyên này nè. Cái cần y duyên này á là nếu như mình gặp cái môi trường này á là tốt thì mình sẽ sao, chưa chắc á, nhưng mà có thể, hiểu tôi thưa chỗ đó không? Cái môi trường đó, mà cái môi trường đó nó cần y duyên, mà nó gì thì dẫn đến mình cái gì, cái trạng thái sinh hoạt sống của mình nó qua cái trần cảnh này nè, hiểu không? Đại chúng hiểu tôi nói không? Có hiểu không? Thôi nó hơi bị ngớ ngớ vậy, hiểu không? Chưa hiểu hả? Dù không hiểu chỗ nào dù nói, tôi không có đi lại, dù không hiểu chỗ nào trên này tôi vẽ không hiểu chỗ nào, không hiểu chỗ nào. Yep, đúng, đúng, đúng không? Còn môi trường xấu thì nó thể xấu, ngoại trừ là địa tạng Bồ Tát, địa ngục vì không thể phát tình thật là chúng ở chỗ đó là ông độ chúng sinh nữa khác, hiểu không? Chưa chắc là tốt, có nghĩa là sao? Nếu như gần môi trường tốt mà mình không chịu sửa, mình không chịu tu, mình không sửa thì nó chỉ tốt. Thấy không? Tôi nói cái ý đó như vậy. Dù ở tốt với người tốt, nhưng mà dù không tu, dù không sửa, tôi ở với người tốt, tôi không sửa. Phải không? Yeah. Có không? Xã hội này có không? Gia đình có không? Con người có không? Yeah. Tôi nói đến đó thôi, chứ để cho quý vị tự hỏi tôi mới trả lời chứ. Đúng không ạ? Anh đặt không đúng hướng. Cái dao anh bén mục đích để anh cắt cái cây, đúng không ạ? Mà nếu như anh đem anh đâm một người, anh hại anh, đó là anh đặt cái hướng là như vậy. Để chúng hiểu thưa chỗ đó không ạ? Cho nên khi mình tu tập, mình ở cái đọc cái bài kinh như vậy, mình phải hiểu là Đức Phật muốn nhắc cho mình một cái điều gì, là mình ở trong một cái trạng thái mình phải nhận ra được như thế nào để mình tu tập. À, cái bài kinh này tôi nó chuẩn bị qua một cái bài kinh nữa là để nói lên cái vấn đề và cái tâm trong sáng á, nó qua cái ý khác nữa, nhưng mà tôi không muốn đi nhanh cái ngay cái chỗ này. Tôi nhồi cái chỗ này cho quý vị hiểu, có nghe tôi nói như thế này nè. Khi đại chúng sống trong cái cảnh giới này, mình có đủ mắt tai mũi lưỡi thân và ý, mà nếu tiếp xúc với trần, đại chúng mà sinh ra phiền não có trần, ví dụ như con mắt quý vị thấy chắc là đúng hay thôi, và quý nhận thức bằng cái tâm đó, cái bên ngoài nó đem vô trong tâm thức quý vị,
bằng cái trạng thái như thế nào. Với một người không biết á, ô là tốt. Với một người mà biết á, nó không được. Ví dụ như mình có thể bố thí cho một người xì ke, mà mình bố thí cho nó bằng tiền là mình bố thí đúng hay sai? Nhưng mà có một người nó tốt đó chứ, nó hút là tốt mà. Quý vị thấy đó không? Nó bị trái ngược với nhau. Thì cái trần cảnh của mình, mà cái cảnh của mình khi đập vào con mắt của mình á, mình có đem cái tâm ra để nhận thức hay? Đó là vấn đề đầu tiên. Đó là vấn đề đầu tiên. Cho nên quý vị khi mà quý vị không nhận thức kỹ cái đó đó, là khi quý vị về tâm xui á, mình sẽ thấy năm triền cái nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Mình không thuộc làm năm triền cái là gì, bắt đầu mình thấy sợ quằn biết, mình không giải quyết được. Mình đã học rồi, mình giải quyết không được. Nó cứ nổi lên, nó cứ ám ảnh, nó làm cho mình khổ não hoài. Để chúng hiểu tôi thưa chỗ đó không? Mà mình bằng phương pháp nào? Chỉ có pháp của Phật mới làm cho mình hết phiền não thôi. Còn không có pháp của Phật, mình ngồi đó để chơi thôi, mình thấy đó để chơi thì không bao giờ giải quyết được. Mình không thấy, không giải quyết được. Không rõ ràng như vậy. Mà mình không giải quyết được đó là mình vui hay buồn, khổ hay là sao? Để chúng để ý cái đó. Để chúng ghi cái hàm ý cái chỗ này nè. Khi thiếu duyên, thì làm sao hướng tâm đi đúng được tinh thần của giới định tuệ? Khi thiếu duyên, làm sao đi đúng được như tinh thần của giới định tuệ của Bát Chánh Đạo? Thì quý vị đã thấy không? Pháp nó xuất hiện chi pháp nè. Giới là gì? Định là gì? Tuệ là gì? Đó, mà ba cái nó là gọi là tam vô lậu học đó. Mà cái đó mà không hiểu mà nói lơ tơ mơ là kiểu như là mình nói trật hết. Giới là gì ghi ra, định là gì, tuệ là gì, đó ba cái chữ đó học cả một đời người đó. Rồi Bát Chánh Đạo là gì? Bát Chánh Đạo nhớ không? Ai nhớ đâu? Cho dòm cái coi. Ai nhớ đâu? Ai nhớ đâu là đứng lên nói giới định tuệ theo tinh thần Bát Chánh Đạo coi. Đứng lên. Nói một phát. Cho trời lăn đốc đỡ mình đọc thần chú Bát Chánh Đạo đi coi. Đại chúng, tôi nói với đại chúng á, dù đại chúng đi về Niết Bàn, dù đại chúng đi về Cực Lạc, mà để chúng không đi qua con đường Bát Chánh Đạo đó, là tôi nói là vĩnh viễn không bao giờ có, không bao giờ được đâu. Nếu như quý vị muốn đi về Tây Phương Tịnh Độ mà không đi qua con đường Bát Chánh Đạo, thì chỉ uống thêm 5 viên Thanh Long Tri vô. Biết uống Thanh Long Tri không? Biết không? Thanh Long Tri á, và uống thêm 5 viên nữa mới về đến đó được. Còn không là uống một bụng thuốc tiêu đường cho đường xuống thì. Nếu như quý vị mà đi về Tịnh Độ mà không đi qua con đường Bát Chánh Đạo, mà nếu về Niết Bàn mà không đi qua bên đường Bát Chánh Đạo thì không bao giờ đi đến được. Không có con đường thứ hai đâu. Bởi ai nói cái đó? Trong chánh tạng Đức Phật nói như vậy. Con đường Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất. Phải không? Mà Bát Chánh Đạo là tại sao nói? Cái người kia hỏi Bát Chánh Đạo là gì, tôi nó nhắc như vậy có nghĩa là sao? Con người mà thiếu duyên mà không hiểu cái đó đó, mà không biết hiểu Bát Chánh Đạo qua giới định tuệ. Ví dụ như giới nó thuộc chánh gì? Chánh gì đó? Rồi. Mình phải đi từng bước giới định tuệ mà mình ví dụ chẳng hạn ở giờ đó mà mình không biết những cái đó đó, mình không hiểu cái đó là làm sao mình đi, đúng không ạ? Thì tôi nhắc đó là hàm ý cố gắng học cho thuộc. Mà thuộc trong lòng của mình, trong đầu của mình đó. Giới là nó ví dụ chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp là giới. Nếu như vậy có nghĩa là sao? Giới mà nếu như chánh mạng, mình làm một cái việc gì tà mạng là mình không nên.
nên làm. Khi cái tâm mình đối diện với trần, mình thấy cái chuyện nó tàn mạng, ví dụ chẳng hạn như như người ta rủ là ồ ngày mai mình đi đi câu cá đi, nó thuộc về chánh mạng hay tà mạng? Tại sao tà mạng? Tại sao đi cận tà là tà mạng? Không có, mình hỏi tà mạng có nghĩa là nó sát sanh. Sát sanh nó thì ví dụ sát sanh mình hỏi như thế nào, mình đọc như thế nào, phải không? Đó, mình phải nhớ như vậy. Có nghĩa là hoặc tự mình giết, hoặc xuống người giết, hoặc thấy người giết mà vui theo, đúng không? Là mình biết mình phạm, mình không không đi. Nhưng mình không đi, nhưng mà mình nói ồn, mình không đi, mình không đi trong xuôi đó là mình không đi cái ồn. Ta chúc cho mày câu cá nhiều nhiều vậy, vậy ta ăn vậy. Thì nó thuộc về ý gì? Phải ý nghiệp không? Ý sát không? Có vẻ hiểu tôi thưa rồi đó không? Mà mình không thuộc cái đó là mình không bao giờ mình thấy cái đó đâu. Đó, để chúng để nhớ cái đó. Làm sao thì làm sao tu đúng. Thứ hai, hành giả tu tuệ quán. Chỉ có cảnh sinh diệt của đối tượng trước mắt. Quý vị hiểu từ sinh diệt không? Hiểu không? Trước mắt. Chỉ có hiện tại, không có truy tìm trong quá khứ, không có hoài vọng trong tương lai. Nếu tôi đọc đến đây là quý vị nhớ bài kinh gì? Có nghĩa là trong giây phút hiện tại đó quý vị, hiểu không? Quý vị, trong giây phút hiện tại có nghĩa là sao? Quý vị đang thực hành trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là sao? Dù ở nhà dù nè, dù đi nè, dù đang đi, trong bước đi của dù bằng tâm như thế nào? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Dù đang tính toán một cái chuyện phạm trong giới sắc sanh, ha phạm trong giới trộm cắp, ha là phạm trong giới nói dối, chú đang đi trong bước chân đó, hiểu tôi thưa không? Đi nè, chú đang đứng lại, chú đang đứng lại, chú đang đứng mà chú trong biết như đó là tâm chú đang nghĩ cái việc gì, thiền hay bất thiền. Chú đang nằm nhưng mà chú toan tính một cái chuyện gì, thiền hay là bất thiền. Chú đang ngồi, chú đang tính toán một cái thiền bất thiền. Cho nên rằng kinh nhất vị hiện giả Đức Phật nói là quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đồ đằng đằng, tương lai từ kia đến chỉ có phút hiện tại. Tệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển với đại quân thần chết. Hôm nay nhiệt tâm làm cho tôi một cái mỏ coi. Quý vị hiểu tôi thưa rồi đó không? Đó, thì quý vị phải nhớ cái chuyện đó. Thì có nghĩa là toàn bộ thế giới này tốt hay xấu do chính tâm của mình quyết định. Cái câu của bài kinh nó hàm ý như vậy, mà đặt đúng hướng, hiểu tôi thưa chỗ đó không? Mình đặt không đúng hướng là cũng giống như mình chọn một cái chỗ mà gửi chuyện trăm năm cho đời mình đó, để rồi giọt mắt sẽ răng dài đến đôi má mà không biết nói được điều gì khi mình không có thể rút ra được cái tờ giấy. Tờ giấy gì? Tờ giấy gì quý cô? Tôi hỏi mấy cô không trả lời thôi. Quý vị hiểu tôi thưa rồi đó không? Có toàn bộ nội tâm của mình quyết định. Có nghĩa là khi cái tâm của mình, quý vị chỉ nhớ hai, tôi không dám nói nhiều. Biết rằng cái tâm nó có nhiều cái để nói, nhưng mà quý vị nhớ trong đầu quý vị, cái bài kinh này đặt cái tâm trong sáng, mình đặt bằng cái tâm thiện hay là tâm bất thiện. Vậy cho đó thôi. À, cái nội tâm của mình, hãy một cái thiện nó mạnh thì cái bất thiện nó yếu. Quý vị hiểu tôi vậy đó không? Mà cái bất thiện nó mạnh á, là cái thiện nó không có, nó yếu xuống. Cho nên mỗi lần quý vị nóng lên là quý vị kèm được cái tâm sân không? Bữa nào mấy cô dọn về với sư cô này ở thử bữa ơi, cần y duyên sao? Không có nói chứ khó lắm đó, chứ không phải giỡn đâu, khó lắm đó, chứ không giỡn đâu, khó lắm chứ không phải giỡn. Tại vì thật sự ra tôi thưa với mấy cô, tại sao tôi cười? Một người sống
mà không có giữ giới đó, mà sống với người giữ giới đó, rất là khó sống. Rất là khó sống, giữ năm giới thôi nha. Trong gia đình mình có không? Tôi ví dụ như khó chỗ này nè. Ví dụ như ai có gia đình người vợ đó, người ta tu, hay người chồng ta tu, phải giữ năm giới. Nhưng mà chỉ cần khác đạo một chút xíu, hay là kêu là đạo ông bà, là người ta nói là dưỡng nhân, dưỡng vật, ta bắt ăn đồ sống không à. Mình cảm thấy cái tâm mình nó sao? Nó bức bức xúc hả? Hả bức rứt? Bức rứt hả? Thấy không? Là nó khó chịu từ trong cái trạng thái tâm của mình đó. Quý vị hiểu thưa thưa, đó là môi trường. Môi trường sống nó dẫn đến trạng thái tâm lý. Quý vị thấy chưa? Cái trần cảnh khi nó tác động tâm mình, căn nó tác động cái trần. Cho nên mình làm sao mình giữ được cái tâm đó? Khó lắm đó. Mà cái chuyện đó mình gồng lên đó là mình bị stress, đúng không ạ? Thì uống thêm hai viên thuốc cao máu nữa. Bởi stress là cao máu hả? Đúng không ạ? Chắc chắn luôn. Nói cái mà cái miệng của mình đó, mình làm cho người ta cao máu nữa đó, chứ không dẫn đâu. Có không? Mình chọc cho người ta sân si mà. Mình không hiểu luật nhân quả, mình cứ nghĩ là mình làm như vậy. Có không? Nhiều lắm đó. Có những cái mình làm không được, mình bắt người ta phải làm. Tại sao như vậy? Bởi vì mình không tu. Bởi vì mình tâm mình đặt không đúng hướng, cho nên cái mũi nhọn đâm vào chính mình. Đó, Đức Phật dạy như vậy. Ví như là các tỳ kheo trong hồ nước trong sáng trong suốt không bị khoái độc. Ta thấy đấy có người có mắt đứng trên bờ có thể thấy các con ốc, các con sò, có hòn soạn, có hòn sỏi, các đàn cá qua là đứng yên vì cỡ vì nước không bị khoái đục. Này các tỳ kheo cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có tâm không bị khoái đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của hai thể chừng giác cổ pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng chứng đáng bậc thánh sư. Sự kiện như vậy có xảy ra vì sao? Vì rằng tâm không bị khoái đục. Này các tỳ kheo, các vị biết á, trong một ngày sáu căn mình làm liên tục với sáu trần, hiểu tôi được không? Nhưng mà có những vị á, người ta mạnh về con mắt. Quý vị ra đường mà thấy mấy cô mà hay là mấy anh mà mắt đảo liên, hay là ở nhà nó mắt đảo liên, là người ta làm con mắt rất là nhiều. Mà có những người, người ta không có làm con mắt, mà người ta làm bằng gì? Lỗ tai. Mà có nhiều người không làm con mắt và lỗ tai, người ta làm bằng cái gì? Cái gì? À, cái miệng. Nói về cái miệng nó nhanh lắm. Mà không làm cái miệng làm bằng cái gì? Hả? Cái thằng không làm bằng cái thân làm bằng cái gì? Không làm bằng cái ý làm bằng cái gì nữa? Không làm bằng cái điện máy làm bằng cái gì nữa? Tôi hỏi quý vị, mấy dù quý vị trả lời như vậy, có nghĩa là khi xong cái nhiệm vụ đó là tối lại, mà khi đóng ra là đường này ai nó đi, hay là nó còn hai nó làm việc với nhau nữa? Đường ai nó đi, đúng không ạ? Đường ai nó đi, nó có còn cũng chút thôi. Dù mà chú làm nữa, nó con mắt vô là nó đem nó trồi trọng rồi đó. Chứ để cho nó nghỉ chứ, nó ngủ chứ, hiểu không? Đến cái lỗ tai phải được bớt nghe lại chứ, hiểu tôi thưa không? Cái người nào mà bị nặng tai cũng là cái tiền nghiệp, quý vị hiểu tôi chứ, đó không? Rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý. Đó mà tiếp xúc có nó cần như vậy. Cho nên nó khi để chúng để ý á, mà con người của mình á, tôi nói cái này dễ lắm nè. Khi quý vị mạnh cái nào đó là quý vị vô ngồi tu á, cái đó là nó hiện lên trước. Hiểu tôi thưa chỗ đó không? Cái người mà có thực tập á là thấy cái đó. Ví dụ chẳng hạn như tôi nói, ví dụ cái thân mà sách đít, tôi có một hai ba người tôi để ý á, một ngày mà người ta không đi ra đường á là người ta chịu không nổi. Xách xe chạy một vòng, hay là tôi không có dám nói là tại gia xuất gia, mà tôi thấy rất rõ ràng, cũng thân thiết lắm, mà tôi thấy xách xe đi, tôi nghĩ, tôi nói ôi, cá nhân tôi xin lỗi quý vị, tôi đổ một bình xăng có khi một tháng trời tôi không đổ lại, có một tháng trời luôn nữa, không mà nhiều khi không đi ra ngoài,
Và không có chuyện gì, tôi nói thì có, như là tôi nói đây là tôi nói để cho quý vị biết rằng cái gì mạnh mà cái gì yếu thôi, chứ tôi không nói, mà tôi không nói ai, tôi nói bản thân thôi thôi. Ngồi ra tôi chỉ, bởi vì một vị tỳ kheo đến nhà cư sĩ chỉ có hai việc, một là thuyết pháp, hai là thọ trai. Còn cá nhân tôi chỉ có hôm đi bô với chùa thôi, với trường học đây thôi à, cái ba nơi thôi à. Tôi đi hâm mô tôi mua về rồi tôi làm chùa xong chấm hết, xuống trường dạy xong rồi rồi. Tôi nói một tháng rồi tôi chưa đổ được một bình xăng. Họ đi đâu giờ? Bởi vì hiểu tôi thưa chỗ đó không? Nhưng mà tôi thấy những người ví dụ như chẳng hạn như tôi không nói ai, nhưng mà có nghĩa là ở nhà chị không được. Có nghĩa là sao? Khi bước vô ngồi tu á là cái thân nó không bao giờ nó cột được. Nó sẽ trào cử. Quý vị hiểu tôi thưa chỗ đó không? Cho nên nó đại chúng cái nào mạnh á là mình phải nhìn á, mình đừng có lôi kéo mấy cái khác đi theo. Mình đặt nó không đúng hướng. Đó là tôi đang nhắc cái đó. Còn lỗ tai mà ví dụ mới nghe á, thành ra nghĩa là cái lỗ tai mà mình nghe nhiều quá, thường thường bây giờ nghe cái gì ta? Hả? Nghe điện thoại chứ phải không? Phải không? Nghe điện thoại nhiều phải không? Đó như vậy. Mình xài nó over gì? Over time cho nó nhiều quá. Tôi nói quý vị nãy là tôi nói tôi bình thường tôi không có nói nhiều, mà tôi không có ăn nhiều. Cho nên nãy tôi bước ra tôi xin cục kẹo là có nguyên nhân đâu. Tôi nói một tiếng đồng hồ là đường tôi nó xuống gần là 80. Một tiếng đồng hồ tôi nói suốt như vậy nè, là có hơi nó tống ra ra không xuống xuống đó. Cho nên nãy tôi chiều tôi ăn, cho nên khi mà tôi qua đây tôi nói là tôi cảm giác là nó báo cho tôi biết là thiếu năng lượng rồi đó. Cái gì yếu và mạnh tôi biết, mình sẽ biết. Cái đó một cái ý tôi muốn nói là sao? Có nghĩa là chỉ có chánh niệm vô mới biết được điều đó thôi. Dù không có chánh niệm á, mà dù không có tỉnh thức á, là dù không biết được điều đó xảy ra. Chắc chắn một điều nữa như vậy. Tôi nói với dù mà xin lỗi, nếu như mình tu tập mà mình không đặt đúng á, dù bận cái quần nhiều khi nó hai chân nó thọt cái màu ống, tin không? Có không? Nhiều khi dù đeo cái kiến trên này nè, dù tưởng tượng vô đi tìm cái kiến vô tin không? Có ai đeo kiến có biết cái điều đó có xảy ra không? Có không? Tôi nói có không? Dạ. Yeah. Cái người nào có là sẽ biết được cái điều đó. Là tôi nói nó đúng. Bản thân tôi biết cái nhiều thứ tôi đeo cái kiến vậy, tôi rửa mặt không xuôi, tôi để cái kiến này vậy nè. Mà tôi đi tìm cái kiến, trước mắt là mình không thấy đường rồi. Mà giờ đi tìm cái kiến nữa là tôi biết lâu nữa nhanh. Khổ hay là sướng? Cho nên nó đừng có nhìn đời qua hai miếng mảnh chai, khổ lắm rồi quý vị. Cho nên đó là quý vị để ý cái bài kinh nó nói như vậy là khi nó đúng hướng và sai hướng. Đó là khi mình đặt đúng hướng và sai hướng. Nếu như tâm tư quý vị mà đặt đúng hướng là cái đạo và cái quả của quý vị sẽ có mặt. Chắc chắn là có mặt. Quý vị giữ đúng giới thì cái điều đó không có đem phiền não đến quý vị. Ví dụ chẳng hạn tôi thưa ví dụ này, một người xử cho quý vị nói lời đâm thọc đi. Nhà quý vị giữ giới. Quý vị thưa là thưa anh, thưa chị hay thưa cô, con chưa bao giờ con nói lời đâm thọc để làm cho người ta phiền não. Mong rằng cô thông cảm cho con. Chấm hết. Thì bữa sau cô nói một lần nữa, hai người đã nói một lần nữa thì người ta có dám nói không? Đúng không ạ? Còn quý vị mà nếu như mà nói mà đâm thọc mà nếu nói nữa là tôi chỉ quý vị một điều rất là rõ ràng. Cạo cái đầu như tôi với ông ở dưới kia kìa. Là cứ chỉ vô đây nè. Nó cạo đầu rồi. Hồi đó tôi nói dối nhiều quá nên tôi sợ tôi cạo đầu. Là người ta không dám xử nữa. Đúng không ạ? À, quý vị, cái phẩm này nó quan trọng cái chỗ mà gọi là quan trọng cái đoạn 9 cái đoạn 10 á, là nói đến cái tâm của một vị tỳ kheo á, là sáng chói, không bị ô nhiễm, không bị ô uế nè. Ta không thấy một pháp nào khác. Ta không thấy một pháp nào khác. Lại các tỳ kheo lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm, thật không dễ gì này các tỳ kheo. Dùng một ví dụ là sự vận chuyển nhẹ nhàng qua tâm. Tâm này các tỳ kheo là sự sáng chói, sự ô nhiễm bởi các uế từ ngoài vào. Tâm này các tỳ kheo là sáng chói và tâm này được gột sạch các uế từ ngoài vào. Cái này nó rất là sâu. Tôi không trong cái 9 và 10 này nè, là tôi sẽ bỏ ra một tiết
Vậy cho nó hết giờ rồi. Tôi sẽ nói ra, tôi sẽ bỏ một tiếp tôi nói để quý vị thấy rằng là cái con đường này mà quý vị, tại vì giữa cái, tôi sẽ có hai cái phương pháp so sánh. Thứ nhất á, là ở trong cái dòng chảy của kinh về Bát Tiền á, là gì? Ân vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Hai là tâm ta đã được trong sáng, trong thập, ví dụ như Ngài Huệ Năng nói là đã sáng rồi, không cần lo chùi nữa, hiểu không? Thì ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ này á, là tôi sẽ nói một bữa, một tiếng đồng hồ cho quý vị thấy. Để làm gì? Để khi cái cận tưởng nghiệp của mình á, nó đầu thai á, tâm đầu thai của mình nó là cái tâm như thế nào, để cho quý vị nắm vững cái đó. Chứ còn nếu như không á, là nó sẽ bị mơ mơ hồ hồ. Quý vị hiểu tôi thưa chỗ đó không? Cho nên tôi sẽ dừng ngay đây. Bởi hết giờ rồi tôi không nói. Bởi vì cái bài kinh mà tâm trong sáng này á, là quả chư tăng mà Đức Phật nói như vậy, là có nghĩa là mình phải hiểu ngay cái chỗ đó. Có những chỗ mà khi bị ngay cái chỗ đó mình không có hiểu á, là mình nói ô, tôi ví dụ như mà ông bà tôi gặp, tôi bản thân tôi gặp, con đâu có làm ác cái đâu, đó là tu rồi. No. Sai đó. Rồi nó là tâm con nó vốn thanh tịnh, đâu cần gì mà phải tu. Sai đó. Tôi sẽ nói cái nó là một tiết, chứ không dám bỏ cái đó, tại vì cái hết giờ rồi. Hồi hướng.